hay quá hả, đỉnh dưới trời, ghê quá Thành ơi. Chắc thủ chưa hả? À, ghê thiệt. Ê cậu con đó để tôi bắt. Trời ơi hả, Thành đỉnh dưới trời. Đụng đi hả, té cò anh em ơi. Ghim vô dưỡng minh rồi. Vô nào ta, qua anh kia đi, qua anh kia. Chết rồi. Rồi anh em ơi, nay mình còn nhận được cuộc hẹn từ bạn Thành nha mọi người. Thành là hồi đó đưa mình vô con đường nghiện ngập á mọi người. Bắn định lắm, làm sao sao bắn định lắm. Mới hạ được con đó qua đây mọi người. Ghê thiệt. Đâu đây? Ngay cổ luôn hả gì anh em ơi? Cổ anh em ơi. Hay quá. Tiếp tục anh em ơi. Hiện tại thì bên mình cũng có bán thun bi ná nha anh em. 10 bộ là một đơn nha anh em. Mình cắt đủ khổ cho anh em nha anh em. Tế mé, sơ mi, full. Mình có đủ loại thun anh em. Resize, super hunter 055, 0.6, 065, 0.7 anh em. Bi nữa anh em có mua hàng thì liên hệ số alo mình để trên màn hình ủng hộ mình nha. Trời má, chết nhóc kìa. Còn con nhít nhít kìa. Đây nó nhét lắm. Bắn này bắn không tính chết. Má đứng dưới là chết rồi. Im rồi. Đó. Chết luôn. Rớt con là con này chết luôn. Rớt lông luôn rồi kìa cây. Bà mẹ nó. Quay theo con kia luôn. Thế nó bỏ tình nhân nó lại luôn trời. Này ghê thiệt. Ây da. Ôi có sướt không anh em ơi. Bay bỏ người tỉnh lại luôn trời. Con kia bay bay theo con kia luôn. Lép nha anh em. Xương cỏ luôn. Hụt đó. Bên phải xíu. Kìa đậu ra, cái lại làm thành thế tức. Rồi, xong 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 xong. Gớt đỉnh dư trời. Con nào vậy? Há buôn lượt biết con nào. Còn kìa con đủ đưa kìa. Dạ chú. Má chưa nữa Thành ơi. Ba hả? À?
còn con bay ở trong á. Đâu? Ừ. Còn con em ơi, còn con bay dạo dạo nó bay luôn rồi. Tiếp tục anh em ơi. Thành bắn rớt ưng anh em ơi, mình chạy trước. Đâu? Á ghê trời, quẹ sao thấy hay gì trời. Thành bắn rớt ưng anh em ơi. Mình đi trước mình không thấy anh em, Thành ơn sao bắn. Đâu? Ê bãi kìa, bãi kìa, bồi đi bồi. Cái gì vậy? Vậy non hả? Con này bổi già chứ. Má ăn Sika ba ơi. Đỉnh nha. Sika anh em ơi. Nuôi được không ta? Bắt là quý sầu ca rồi có. Tôi thấy đang ôm con gì trên cây á. Phải không? Hả à, đỉnh dữ trời. Đẹp anh em ơi. Há quá trời anh em ơi. Là trời. Bay đâu, bay đâu được đâu mà bay. Con này con Sika. Tôi thấy giống đại bàng quá, tôi mới kêu lại thôi, tôi đẩy cho đứt luôn rồi. Thì nó cũng giống chim săn nè. Làm được con chim săn này. Được con chim săn anh em ơi. Đỉnh nha. Đớp ào, đớp ào. Rồi giờ con này rồi sao? Ai biết đâu nè. Chở đi sao? Là trời anh em ơi. Mập ơi. Ôi nó mập anh em ơi. Giờ buộc giò nó lại mới được. Chở sao đi tôi đâu biết. Ừ. Nè. Rồi, tiếp tục anh em ơi. Thắng lại 70 viên 1. Trời ơi. Long kìa. Bay đâu rồi Thành? Bay bển hay vậy? Ông bị hên con rồi đó. Được nghe mà. Câu nhẹ anh em. Dạ. Tiếp tục anh em ơi. Hôm nay lực đi nặng không? Dạ, được. Sức đầu ngay cái đầu má dưới trời, thằng trên thằng dưới. Rớt. Tao thấy nó đâu mà hay không hay. Rớt ngoài đó rồi. Bơi vô. Ừ bơi vô, mày phải như vậy. Bơi vô. Bơi ở bển đó kìa coi. Chạy bển đi, chạy bển đi. Chạy bển đi, đừng bắn trúng nó, cho bơi vô.
cô té đè anh em ơi, ướt nhẹp luôn rồi. Đúng anh em ơi, anh em ơi, thành quả ngày hôm nay của mình anh em được mới anh em ơi, với con Ushika, con này để mình cho người ta nuôi anh em ơi, chứ mình cũng không có thời gian mình nuôi nữa anh em. Rồi, anh em xem clip có vui thì cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha anh em. Rồi, anh em có mua hàng ủng hộ mình thì nhắn tin Zalo cho mình nha, mình để số điện thoại ở trên góc trái màn hình đó anh em. Rồi, ok, cảm ơn anh em nha.